Theo báo cáo của một đơn vị chuyên khảo sát và thống kê quốc tế là Nielsen, thì người Việt Nam online, tức là lên mạng trung bình hơn 15 giờ mỗi tuần, tương đương khoảng 2 giờ mỗi một ngày. Và việc ngày càng gắn bó hơn với Internet cũng tác động khá nhiều đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng ở nước ta. Theo thống kê thì hơn 30% người tiêu dùng gắn bó mật thiết với việc mua sắm trực tuyến và tham khảo mạng xã hội để đưa ra quyết định. 72% người tiêu dùng tham gia khảo sát cho rằng là việc mua sắm trực tuyến rất tiện lợi. Có 20% người được khảo sát cũng cho rằng mua hàng qua mạng giúp tiết kiệm chi phí nhờ sử dụng ứng dụng hoặc là các trang web giảm giá. Cũng theo báo cáo của Nielsen thì 10 ngành có tỷ lệ người tiêu dùng có ý định mua sắm trực tuyến cao nhất gồm vé máy bay, tour du lịch khách sạn, sách điện tử, vé sự kiện. Trong khi đó thì những ngành hàng có tỷ lệ người tiêu dùng có ý định mua sắm trực tuyến thấp nhất gồm chăm sóc cá nhân, phần cứng máy tính, dụng cụ thể thao, hoa, tạp hóa và xe hơi, xe máy.